Dạ Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Giờ này cũng trễ lắm rồi cả nhà, 6 giờ hơn rồi. Nhưng mà em vẫn còn ở đây để bên mộ cậu. Và có thấy chú Tiểu Hô Viên đang làm công tác gì nè cả nhà. Ôi, ảnh đang ở trong kia, ảnh đang kiểm tra gì cô chú anh chị. Để vào mình hỏi thăm chú Tiểu Hô Viên coi. Hôm nay thì... Ôi, anh đang làm gì anh? Chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của Tài 66 gì đó. Và chú Tiểu Hà Vi. Thì buổi chiều nay thì chúc tất cả cô chú anh chị có buổi chiều thật là vui vẻ vậy. Thì hiện tại nói chung buổi chiều thì chỉ đi kiểm tra đèn vòng xung quanh thôi. Cái nào tắt hoặc là mình báo cáo thêm. Ví dụ cái này nó bị đứt là hư gì đó. Bây giờ hiện tại là cái quạt nó bị hư nè. Quạt hư hả? Hiện tại cái quạt nó bị hư. Thôi mình báo cáo lại. À, dặn cái nút đó là nút quạt ha. Đúng rồi. Đây là bắt quạt. Dạ. Tay có quạt này á là mình phải kiểm tra thường xuyên. Dạ. Yeah. Thường xuyên để cho khán giả đến giếng này nọ có quạt. Đặc biệt là cái quạt. Nãy là anh kiểm tra đèn rồi giao quạt. Quạt bây giờ quạt hư là phải báo cáo hả anh? Đúng rồi. Báo cáo để sửa hả? Báo cáo đó. Dạ. Yeah. Nhất là buổi chiều tối. Buổi chiều tối thì anh thêm hay đi làm những công việc gì vào ban đêm về ở trong đây anh thêm? Thường thường á 6 giờ. 6 giờ là bắt đầu là chiều. Ừ. Đèn lên rồi sửa đồng thì kiểm tra một vòng nữa thấy không? Ừ. Đặc biệt là ưu tiên cái đường nghệ sĩ. À, ưu tiên đường nghệ sĩ hả? Ưu tiên cái đường nghệ sĩ này là đèn đốt ở đâu là phải ưu tiên cái đường nghệ sĩ hết, phải cho sáng, là chiều 6 giờ phải sáng. Nếu mà nó không sáng thì mình làm sao cho nó sáng, hoặc là nếu mà không xử lý nhanh được á thì ngày mai mình báo cáo là ngày mai bắt đầu xử lý trong ngày. Mà cho em hỏi câu vì sao mà anh lại dùng cái từ là ưu tiên đường nghệ sĩ là sao? Đường nghệ sĩ từ trước tới giờ là ưu tiên rồi. Từ cho cái đường này từ trước giờ, từ xưa nay chứ không phải là mới đây đâu. À, có nghĩa là từ trước giờ, tại vì nó là trước cái trục đường chính hay là đúng sao? Đúng rồi, cái trục đường chính. À. Tại vì biết sao không? Ở từ ngoài cổng chính vô nè. Dạ. Sau đó là hai đường, một đường bên đây và một đường bên kia. Ừ. Đây cái đường bên kia là đường văn phòng. Bây giờ tạm ngưng lại cái đường bên đó, không có cho đi bên đó nữa. Là sẽ đi đường này. Dạ. Tức là bây giờ chỉ có một đường duy nhất thôi là đường chính dẫn xuống Lò Thiêu rồi mấy khu gia đình nè, khu gia tộc nè. Ừ. Rồi dạ. Cái khu khác nữa, cái khu tập thể nữa. Dạ. Là cái đường này hiện tại là đường chính. À. Thì hồi trước nó chưa có đường chính, nó chia hai đường, một đường bên kia với đường đây. À, bây giờ bên kia rồi. Dạ. Tại vì đường này là đường của những người nghệ sĩ nổi tiếng. À. Là ưu tiên, đặc biệt là đèn là ưu tiên đó. Đèn là ban đêm là phải ưu tiên là mở sáng trong được tắt ha. Đúng rồi, phải dạ. Sáng. Đó. Mấy cái kia không sao, mấy dòng khu nhánh đó không sao. Mà đặc biệt là cái đường phải sáng. Là phải sáng ha. Phải sáng. Ban đêm thì có khi nào mà ta xuống ta thiêu đêm không? Có chứ. Có luôn hả? Có thường xuyên. À. Vậy là phải sáng nha. Cái chuyện nó tới nhị không có kể. Tới nhị em kỳ. Như mấy cái đèn năng lượng thì anh chị xem rồi đó không? À. Tại vì hiện tại mấy cái đèn lượng gắn là để cho nó sáng. Dạ. Mà nó sáng khi mà bây giờ thấy nó sáng gì chứ, tôi khi lát nó mờ lên. Tại vì cái tấm pin đó. À. Cái tấm pin nó bị che đi cái lá cây đi. Rồi cái nó không sáng, nó không đủ. Dạ. Bắt đầu mình phải tối mình đi kiểm tra coi. Ừ, nói nguyện dịch báo cáo rồi để xử lý lại. Với lại thời tiết dạo này là trời bão nữa ha. Bão mưa hoài không có nắng. Không có nắng. Ừ. Rồi thì mời cô chú anh chị theo chú Tiểu Hà Viên với Tài 66 và lâu. Dạ. Vô mộ của năm. Ừ. Buổi chiều luôn, tại vì buổi chiều không có ai, còn không có ai nữa. Dạ. Nên mình lại đây thắp hương nó tiện hơn. À. Thứ nhất là thắp hương. Thứ hai chủ yếu là nhờ thắp dùm cho tất cả cô chú anh chị đã gửi cho chú Tiểu Hà Viên và Tài 66 và lóc. Ừ. Bây giờ chú Tiểu Hoa Viên đi vô thắp hương cho anh gọi chú hay là anh cậu? Cậu. Cậu hả? À, em cũng gọi là cậu. Nhang ở đây nè, trong cái thùng bên đây. Đây là cái gì đây nữa? Trong cái hũ. Rồi đầy kỹ vậy. À, sợ mưa. Tại cái hũ này mà cho dù có đẩy nắp đi nhưng mà mưa nó vẫn lòn vào. À, cô chú anh chị thì đây là chú Tiểu Hoa Viên, chú ấy tên là Thêm. Mà hàng đêm đó hay like trên kênh YouTube là chú Tiểu Hoa Viên đó, cho cô chú anh chị mà xem đó. Nghe nói là hàng đêm mà anh có like để cho bà con đọc kinh phải không anh? Hay là anh chủ yếu like để cho niệm Phật, mọi người niệm hàng đêm. Niệm Phật anh niệm hay là bà con niệm? Chủ là khán giả niệm. À, khán giả. Mình ở trong đây rất là tiện rồi. Anh để máy ha. Anh để máy cho bà con thấy được cái mộ của cậu á ha. Đúng rồi, để máy ngay cái mộ hoặc là bên hông nè. À, để cho bà con cô bác thấy được cái mộ rồi bà con niệm Phật. Thì trung bình like cái giờ, khi mà cái giờ mình đi kiểm tra. Ừ. Xong
tức là 6 giờ chiều khi mình đi một vòng xong hết là cái thời gian xong làm xong bắt đầu nghỉ ngơi là tới trung bình khoảng 19:30, trung bình 19:30 đến 20:30 là like trực tiếp. Vậy một chút xíu nữa anh có like không? Bữa nay không có like được, đi ra khu. Bữa nay là đi ra khu để trực hả? Đúng rồi. Giờ thì chú Tiểu thì đang thắp hương cho cậu nha cả nhà. Chú Tiểu Hoa Viên, đây là chú Tiểu Tinh Thiêm, có kênh YouTube là chú Tiểu Hoa Viên, hàng đêm hay like đó cả nhà. Bữa nay cũng rất là may mắn, thì em ở lại với cậu chơi xíu, nhưng mà được gặp chú Tiểu Hoa Viên đi tuần, cũng như là đi kiểm tra đèn này kia nọ, nên thắp tùng với chú Tiểu Hoa Viên vào đây để thắp hương cho cậu chút xíu. Nó đặc biệt là đèn đường nghệ sĩ là xưa nay là ưu tiên đèn sáng ha, chứ không phải là mấy đâu. Ở một cậu cũng chia sẻ với cô chú anh chị nè, ở đây thì có ba cây đèn ha, một góc này, đây đèn góc nữa nè, là vẫn còn sáng nha, còn một cái góc ở nó là trên cái camera, đây cả nhà, cái camera thì vẫn gắn xuyên suốt từ đó tới giờ ha, từ từ lúc mà nào ta, từ lúc mà tháo rạp ra, được tháo rạp ra. Cái camera này chú Tiểu quản lý luôn hay sao? Đúng rồi, camera này gắn hồi lúc cũng mấy ta. Em không nhớ bữa nào nhưng mà bữa lúc mà làm đây nè, làm cái nền đây nè, gắn là lúc là điện đi âm tự đứng hết. Dạ, điện đi âm ha, đi âm ấy. Đi âm là cái camera này chú Tiểu là có thể coi được luôn ha. Dạ. Camera này là của nội bộ mình, nói chung là không có nói được. À, của nội bộ ha. Nên mình người ngoài tất là người ngoài là không có xem được. À, chỉ cái trong nội bộ thôi. Trong nội bộ ha. Nó thì cũng chia sẻ đến cô chú anh chị một chút xíu, ở mộ cô Năm Vũ Linh buổi tối hôm nay là mấy cái đèn này nó tắt rồi nè cả nhà, mấy cái đèn hoa sen nó tắt rồi, bây giờ còn lại bốn cái đèn ở bốn góc ở đây. Đó. Mình quay với Tài 66 vlog luôn, bây giờ anh em mình đi khán giả. Dạ em là Tài 66 vlog, cô chú anh chị xin chào tất cả các cô chú anh chị trên kênh của chú Tiểu Hoa Viên ha. Em chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bây giờ hiện tại đang đứng ở mộ cậu Năm Vũ Linh, giờ này mấy giờ anh có đồng hồ không? 6:30 của chú anh chị, mình phải nói giờ thực tế cho cả nhà mình biết luôn, rất là đẹp. Bây giờ em thấy mấy cái đèn nó tắt, bây giờ anh không có cái đèn pin hết à? Đèn pin để ngoài xe. Để ra đây mình lợi vô cái thùng này mình mò cái kiếm cái gì? Em định kiếm mấy cái đèn cày á để vô đây thắp cho cậu. Có đèn cày không? Có. Mấy đèn cày viên á, mình vô đây nè trong thùng. Gì hả? Thôi cậy vô đây mò cũng được. Anh cầm giùm em cái này đi. Giờ anh cầm giùm em cái đâu trong mà thấp vậy chứ, ban đêm khuya gió cái tự động nó tắt hết à, hoặc là nó hết đèn cày nó tắt à. Hơi tối không thấy đường, đen thui, quay phía ngoài để vô đen thui thui gì. Thấy không, hơi tối hù à. Sẵn kiểm tra rồi gặp Tài 66 vlog luôn, ngồi nói chuyện tán dóc khách buổi trời. Dạ thì nói chung thì em vẫn live stream trực tiếp hàng đêm vào lúc 19:30 cho đến 20:30 để cho cô chú anh chị được trực tiếp niệm và thắp hương cho cậu Năm Vũ Linh hàng đêm hết. Dạ thì nói chung thì công việc thì cũng bây giờ cũng hơi nhiều bận đỡ rồi, cũng không tính nổi, nên sẽ cố gắng sắp xếp để like trực tiếp cho cô chú anh chị. Vậy lâu lâu Tài 66 ở lại chảy một xíu để giờ mấy cái đèn xung quanh nó mộ cậu nè, cũng mới hỏi chú Tiểu Hoa Viên đèn nó nè, nó những cái xe hòm để vô khiêu đó vậy đó, thấy không? Đi mình còn ở đây á cô chú anh chị, thà phải như mình đi về rồi thì thôi, mình còn ở đây thì mình cố gắng mình thắp thêm đèn cho cậu được thắm. Thì Tài cũng mới hỏi chú Tiểu tối đèn ở đây sáng không, thì nói chung cứ yên tâm đi, có hỏi thì biết thì trả lời cho. Đèn ở đây thì ban khuya thì đi ngang kiểm tra thì nó vẫn sáng bình thường hết, có cái là những cái đèn năng lượng ở phía ngoài á
phía ngoài á, nó không đủ pin á, nên nó sẽ mờ đi. Con nghĩ là cậu đang có thể nhìn thấy được con và chú tiểu hoa viên giờ này luôn á. Cậu đang ngồi bên kia rồi. Không. Cậu đang ngồi bên kia. Dạ. Yeah. Cậu nói tài đó hả con? Thêm hả? Hai đứa đang làm gì đó không về đi. Tài thì chút xíu nữa về. Còn thêm chú tiểu hoa viên thì ở trong đây 24/24 vậy. Nên giờ về đâu vậy hả? Anh chú tiểu hoa viên ăn cơm chưa? Ăn rồi mới đi kiểm tra hàng dòng. Yeah. Em giờ này em chưa ăn, em còn ở đây. Sáng cả nhà, sáng rất là đẹp ha. Lung linh lung linh. Cậu ơi, con thắp cho cậu được thắm cúng ha. Nam mô A Di Đà Phật. Quá là đẹp. Đây cũng rất là may mắn không có gió. Bây giờ thì nó yên tĩnh lắm. Dạ. Khuya mới có gió. Coi kệ, tới một lát nữa có gió lên nó là sáp nó cũng hết là vừa. Nó có chú anh chị thắp lên rất là đẹp nè. Cả nhà nhìn thấy màu cầu nè. Vậy chắc có ngọn gió qua cái tắt lửa. Tắt hết ta. Nhưng mà mấy cái cây đèn cày ở trên, mấy cái đèn dầu ở trong đây thì nó không tắt ha. Mấy đèn dầu ở trong thì nó rất là. Rất là đẹp cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ bay live cam. Bay à? Bay. Có cái cây bà lai cam được cho cô chú anh chị thấy được rồi cả nhà. Cái cây bà lai cam ấy trời. À, cũng khá là lâu rồi cô chú anh chị. Rất là lâu luôn rồi. Em chưa có dịp ở lại ban đêm ở bên mộ cậu Năm Vũ Linh đó. Hôm nay thì cũng tình cờ gặp lại chú tiểu hoa viên. Người ta hỏi à, cô chú anh chị, mộ cậu rất là đẹp ha. Buổi tối lung linh luôn cả nha. Đèn là rất là đẹp luôn. Trước khi đi về thì chờ chú tiểu hoa viên hồi nãy thắp cho được một không có điếm cây ha. 9 cây. Vì sao lại 9 cây? 9 cây là 3 cây cho mình, 3 cây cho khán giả và 3 cây cho những người gọi là vô sao á. Thường thường là 9 cây không à? Vậy hả? À, ai chỉ anh cái này hả? Không, tại vì mình thắp á, thường xuyên mình thắp ở trên mấy cái tượng ấy á. Thường thường thấy người ta thắp gì á, mình thắp theo. Vô sao, mấy người vô sao là sao? Những người vô sao là những người khi mình thắp xong rồi, mình thắp xong rồi là những người đó ở sao vô á, họ mới gửi á, là dành cho những người chùa chờ đó, chờ cho những người đó đó, hiểu không? Khán giả gửi hả? Em không hiểu. Ví dụ mình đang live trực tiếp nè. Thường thường mình live trực tiếp nè. Thì 3 cây á thì sẽ cho người ở trong đây. Đó. Còn 3 cây á là cho khán giả đã comment đã gửi rồi. Đó. Gửi rồi bắt đầu mình mới thắp. Còn 3 cây mình để dành cho khán giả vô sao. Mà anh thắp lượt luôn hả là chứ thắp sao? Một lượt. Ý là cái đó là cái ý anh nói gì đó phải không? Đúng rồi. Chứ em tưởng tâm linh gì chứ. Không, phải tại vì mình thắp gì. Vậy ý anh chú tiểu hoa viên nói là thắp 9 cây là cho những người có mặt trực tiếp ở đây. Giống như thằng đêm anh like vậy đúng không? Đúng. Còn 3 cây là cho cô chú anh chị gửi. Còn 3 cây là cho những người vô xem like sau. Đúng rồi. Không chưa kịp gửi thắp. Chưa kịp gửi thắp ha. Tính ra anh cũng tính toán chu toàn quá ha. Tính trước. Tại vì thắp lần nào ông thắp rồi nó khán giả đang xem như vậy đó. Gửi nó luôn cho cậu. Vậy đây biết thêm chút xíu nữa cô chú anh chị. Em tưởng đâu là anh thắp 9 cây là có một cái ý nghĩa gì đó. Thường thì em thắp 3 cây. Mà quên nữa, để chia sẻ với anh. Thắp 9 cây. Chia sẻ với lại chú tiểu hoa viên luôn nè. Cái nén hương bự này giữa này thấy không? Tới giờ này là 6:30 hồi nãy anh nói là 6:30 đúng không? Giờ này hơn rồi. Mà nó còn cháy tới đây theo như anh là nó cháy tới sáng được. Cây nhang này 24 tiếng. Ghê chưa? Không, tới sáng vẫn còn. Còn không? Còn. Đó. Cái cây nhang giữa này nha. Cây nhang bự này. Cây nhang giữa này. Nhang nó 24 tiếng thôi. Em lúc mà em vô là 6 giờ. Nó cháy lâu lắm á. Dạ đúng rồi. Cái này cây nhang này là chia sẻ đến cô bữa chú. Bữa lai buổi chiều nha. Chiều 19 giờ, 18 giờ đi, 20 giờ đi. Tới khuya ra vẫn còn. Vẫn còn sáng còn khúc. Tức là nó chỉ cháy mới còn khúc à. Vẫn khúc còn. Còn dài luôn. Vậy hả? Đó, thì cái nhang này là của nhóm Sông Linh của chú anh chị. Thấy vậy đó nha. Nhưng mà nó tùy vào thời tiết là gió nữa. Đúng rồi, gió nữa. Gió mà nó thổi là nó sẽ tắt. Còn nhanh. Có hiu vậy là nó nhanh lắm. Dạ. Nó chậm. Chậm lắm. Cứ là gai vậy. Cây nhang này rất là tốt luôn cả nhà. Em thấy cây nhang này em rất là thích luôn á.
có người hỏi mua ở đâu nhưng mà em cũng không biết của nhóm Sông Linh nha cô chú anh chị. Rồi em đi vòng cho cô chú anh chị xem nè. Cậu ơi, thì tối hôm nay thì con ở lại đây thì chỉ còn con với lại chú Tiểu Hoa Viên, là chú ấy tên là Thêm đó, hàng đêm hay like ở mộ cậu đó, like chia sẻ cho bà con cô bác xem đó. Nó ảnh đứng ở góc bên kia kìa đó. Thì anh em thì cũng biết lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì gặp lại ban đêm thì cũng khá là may mắn là hôm nay con cũng được ở đây để chia sẻ cho cô chú anh chị mình, các bạn ở xa trong ngoài nước biết được cái khung cảnh ban đêm ở mộ cậu Năm như thế nào cô chú anh chị. Rất là đẹp ha cả nhà. Bây giờ mà cái khung cảnh này thì mình không có chụp một tấm ảnh thì nó tiếc lắm cô chú anh chị. Phải chụp tấm ảnh để làm kỷ niệm. Giờ chú Tiểu Hô Viên cái coi. Ông đi đâu rồi? Bấm vô đại là nó dứt á. Rồi. Bấm cái nè. Rồi, ok. Rồi, video của chú Tiểu Hà Viên xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị là ngày mai vào lúc 19:30 cho đến 20:30. Em sẽ like trực tiếp để cho cô chú anh chị. Bây giờ thì trước khi đi về thì Tài cũng thắp hương cho cậu Năm cái cả nhà ơi. Hồi chiều thì cũng thắp rồi, nhưng mà bây giờ mình ở lại, mình đã bước vô đây rồi thì mình cũng phải thắp hương trước khi về cô chú anh chị. Ngoài thắp hương thì phải mời cho cậu một điếu nữa. Mời điếu thuốc cho cô chú anh chị. Cậu ơi, con mời cậu một điếu thuốc nha. Em mô ơi, con chào cậu, con về. Dạ, cảm ơn cả nhà nha. Rồi em cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây ha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà mình một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ ngon nha. Và hẹn lại vào ngày mai nha. Cảm ơn cả nhà.